Rất vui được gặp lại các bạn khán giả trên kênh Bí Quyết Thành Công vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày. Các bạn thân mến, ai cũng muốn mình trở nên tài giỏi, thành công. Thành công có thể được đo bằng vô vàn cách khác nhau, cho dù bạn đánh đồng thành công với hạnh phúc, sự giàu có hoặc các thành tích cá nhân nổi trội. Thế nhưng, vẫn chưa có một định nghĩa nào cụ thể về nó. Tuy nhiên, các phương thức để đạt được mục tiêu giàu có thì đã được xác định rất rõ ràng rồi các bạn ạ. Đối với đa số chúng ta, rèn luyện kỹ năng làm giàu cũng giống như việc cố gắng để thành thạo một ngôn ngữ mới. Bạn sẽ không dễ dàng thành công chỉ trong một ngày mà cần cả quá trình nỗ lực. Và có 5 kỹ năng cần thiết mà bạn nhất định phải học hỏi và rèn luyện thành thạo nếu muốn tiến gần hơn tới giấc mơ trở nên giàu có. Vậy bạn đã biết đó là những kỹ năng nào hay chưa? Và làm cách nào để thuần thục tất cả những bí kíp giàu có đó và kiếm được thật nhiều tiền trong tương lai tới đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây các bạn nhé! Thói quen của bạn sẽ quyết định tình hình tài chính của bạn. Vì vậy, việc sửa các thói quen của bạn sẽ góp phần vô cùng quan trọng trong việc thay đổi tình hình tài chính cũng như cuộc sống của chính mình đấy. Và trước hết, bạn cần sớm thành thạo 5 điều sau. Thứ nhất, học các kỹ năng mang lại thu nhập cao. Một điều đương nhiên trong cuộc sống, đó chính là bạn càng thành thạo nhiều kỹ năng, bạn sẽ có được càng nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Bởi lẽ, giá trị bạn đóng góp cho doanh nghiệp và khách hàng đáng được ghi nhận. Nếu bạn có thể dễ dàng thay thế trên thị trường, điều đó có nghĩa là bạn chưa phát triển đủ các kỹ năng có giá trị cao. Và những người dễ thay thế như vậy thường chỉ có mức thu nhập trung bình. Phần lớn thành công của Warren Buffett đến từ việc ông luôn học hỏi. Thông thường phải mất ít nhất 10.000 giờ để trở thành một chuyên gia về lĩnh vực nào đó và công việc kinh doanh cũng không ngoại lệ. Warren Buffett không ngừng học hỏi cách đưa doanh nghiệp phát triển hơn, cách đưa các doanh nghiệp đang gặp khó khăn thoát khỏi khó khăn và cách bảo vệ các khoản đầu tư của mình. Điều này áp dụng ngay cả với một nhân viên văn phòng truyền thống. Các mối quan hệ tốt có thể giúp một số người tiến nhanh hơn. Nhưng cuối cùng, bạn không thể phát triển nếu không giỏi những việc mình làm. Bạn nên học những kỹ năng có giá trị cho xã hội hay các kỹ năng được trả lương cao. Một số ví dụ về các kỹ năng có thu nhập cao là sáng tạo nội dung, copywriting, quảng cáo, tiếp thị truyền thông xã hội, đầu tư, quản lý tài chính, xây dựng thương hiệu, sản xuất video, khả năng lãnh đạo, vân vân. Tất cả các kỹ năng được đề cập ở trên, bạn đều có thể học được trong thời gian rảnh rỗi bằng cách đọc sách hoặc theo các khóa học. Chắc chắn rằng khi bạn thành thạo một kỹ năng tạo ra giá trị cao, thì khả năng tạo ra thu nhập của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt. Thứ hai, hãy trả tiền cho mình trước tiên. Trên thực tế, sẽ rất khó để bạn có thể chọn ra một cách tiết kiệm hợp lý bởi vì bạn phải thanh toán tiền nhà, tiền xe, tiền thực phẩm hay tiền học phí. Bạn ý thức được rằng phải tiết kiệm, nhưng đến cuối tháng bạn lại rỗng túi. Vấn đề chính là ở chỗ, hầu hết mọi người đều chỉ tiết kiệm những đồng tiền còn sót lại sau khi đã chi trả các khoản thanh toán khác. Và nếu không hình thành thói quen tiết kiệm ngay bây giờ, bạn sẽ luôn có lý do để trì hoãn. Bạn cần mua mỹ phẩm, bạn muốn đi nghỉ mát cùng bạn bè, số tiền bạn kiếm được không đủ để chi trả cho các hóa đơn. Vì thế, một trong những thói quen tài chính hiệu quả nhất mà bạn nên phát triển đó chính là trả tiền cho bản thân trước tiên. Bạn thấy đấy, điều đầu tiên mà hầu hết mọi người làm khi nhận được tiền lương là chi tiêu, cũng có nghĩa là họ trả tiền cho người khác trước. Điều này cho thấy bạn dành sự ưu tiên cho các món đồ đạc, quần áo hàng hiệu hay các tiện ích cao cấp hơn là sự tự do và an ninh tài chính của bạn. Khi bạn chỉ cho chính mình trước tiên, thay vì trả hóa đơn điện nước hay tiền nhà, nghĩa là bạn đang tự nhủ rằng nhu cầu của bản thân mới là điều đáng được ưu tiên hơn nhu cầu của người khác. Do đó, việc thiết lập các tài khoản tiết kiệm là một động lực mạnh mẽ cho phép bạn có nhiều cơ hội chi tiêu cho bản thân mình hơn. Thanh toán cho chính mình trước tiên có nghĩa giao dịch đầu tiên bạn nên thực hiện khi nhận được tiền lương đó chính là giao dịch với chính bạn. Chẳng hạn như,
đưa một số tiền cố định vào quỹ khẩn cấp, bỏ ít nhất 15% vào tài khoản tiết kiệm, đặt ít nhất 15% vào tài khoản đầu tư. Thói quen này chắc hẳn rằng có thể giúp bạn có thể có số tiền để tiết kiệm và đầu tư lên đến hàng nghìn đô la thay vì bị lãng phí vào những thứ khác. Trả tiền cho bản thân trước tiên đòi hỏi sự tự kỷ luật, nhưng đó là cái giá của việc sống một cuộc sống ổn định về tài chính. Sau khi bạn đã tự thanh toán, bạn có thể tự do chi tiêu theo cách bạn muốn. Điều quan trọng nhất là thay vì phung phí tất cả, một phần số tiền bạn đã làm việc chăm chỉ sẽ được bảo vệ. Bạn đã dành ra một khoản bảo đảm cho tương lai của mình. Suy thoái kinh tế tiềm ẩn và cả sự tự do tài chính của bạn về sau. Thứ ba, hoàn thành công việc. Một điều hiển nhiên rằng khi bạn làm việc hiệu quả, bạn sẽ có thể hoàn thành nhiều việc hơn. Lúc này, bạn cũng sẽ đương nhiên kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn thấy đấy, hầu hết mọi người đều nói về việc bắt đầu một công việc phụ, chẳng hạn như xây dựng sản phẩm, viết sách, tạo một khóa học trực tuyến hoặc bắt đầu bất kỳ nỗ lực kiếm tiền nào khác. Thế nhưng, đại đa số mọi người họ đều trì hoãn công việc, và những người trì hoãn thường không khó mà có thể kiếm được nhiều tiền. Điều quan trọng sau việc lên ý tưởng đó chính là bạn phải bắt tay vào thực hiện công việc đến khi nó hoàn thành. Khi bạn xây dựng thói quen hoàn thành công việc thì tiền bạc cũng sẽ theo đó mà đến với bạn. Và dưới đây là hai mẹo để giúp bạn có thể hoàn thành công việc hiệu quả hơn. Lập kế hoạch chi tiết cho các ngày và tuần của bạn. Xác định 3 ưu tiên hàng ngày hàng đầu của bạn và hoàn thành chúng bất kể điều gì. Thứ tư, theo đuổi lối sống tối giản theo cách riêng của bạn. Văn hóa tiêu dùng đã khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần nhiều thứ hơn, những thứ tốt hơn để có được hạnh phúc. Tuy nhiên điều này là không đúng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng niềm hạnh phúc khi mua được món đồ tốt đó thường có xu hướng chỉ kéo dài trong vài ngày. Hơn nữa, bạn càng lãng phí nhiều tiền vào việc mua sắm, bạn càng có ít tiền để hướng tới trải nghiệm cuộc sống và tự do về thời gian. Để phá vỡ chu kỳ tiêu dùng vô tận, một lời khuyên dành cho bạn đó chính là bạn nên theo đuổi lối sống tối giản theo cách của riêng bạn. Cụ thể, bạn chỉ mua quần áo mới khi thực sự cần, không phải vì xúc động hay bốc đồng. Bạn không cần mua một chiếc ô tô đắt tiền hơn khi được tăng lương, và thay vào đó là bạn tập trung vào tài sản, tài chính. Từ đó, bạn sẽ có thói quen đặt ra câu hỏi bản thân về giá trị lâu dài của một giao dịch mua mới tiềm năng sẽ là gì, thay vì mua thứ gì đó một cách vô tâm. Một khi bạn phá vỡ các chuỗi văn hóa tiêu dùng, con đường hướng tới tự do tài chính của bạn chắc chắn cũng sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Bạn không nên nghĩ rằng kiếm tiền là để tiêu xài. Tiền lương tháng nào tiêu hết tháng đó, sống vô tư vì cuối tháng đã lại có lương rồi. Có những khoản chi tiêu như thuốc lá, la cà ngoài dịch vụ internet không có mục đích, tiền bồi dưỡng, tiền boa là những khoản không đóng góp được gì cho mục tiêu lâu dài của bạn. Tuy không đáng là bao, nhưng khi cộng dồn những khoản này trong 1 hoặc 2 năm thì bạn sẽ ngỡ ngàng rằng mình đã có thể có một khoản tiền lớn để đầu tư vào cơ hội mới. Để đạt được mục tiêu tài chính lâu dài, bạn nên tìm cách cắt giảm, loại bỏ, thay thế những khoản chi tiêu không cần thiết. Ví dụ như chơi pizza, coi phim ở rạp, v.v. sẽ thay thế bằng việc sinh hoạt ở các câu lạc bộ. Việc này vừa rèn luyện được các kỹ năng, vừa mở rộng mạng lưới quan hệ để tìm kiếm cơ hội lâu dài. Thứ 5, không ngừng đầu tư. Khi bạn đã có khoản tiền tiết kiệm kha khá, những cơ hội để đầu tư thì bạn hãy cân nhắc cơ hội đó để dùng tiền tiết kiệm đầu tư vào nó. Bằng cách này, bạn sẽ có nguồn thu nhập bị động mà bạn không phải mất nhiều thời gian. Những khoản đầu tư này sẽ kiếm ra thêm tiền cho bạn ngay cả lúc bạn đang ngủ. Có một điều quan trọng bạn phải nhớ là nếu khoản đầu tư đó đang sinh lời cho bạn thì đừng rút vốn đầu tư. Điểm chung của những người giàu có đó chính là khả năng kiếm tiền của họ. Họ có thể kiếm ra tiền bất kể là đang ngủ, đang đi du lịch hay làm bất kỳ điều gì khác. Nhưng điều quan trọng là họ đang tạo ra nhiều tiền hơn mỗi giờ trôi qua. Đây chính là tự do thực sự. Người giàu hiểu rằng
Mặc dù bạn có thể tiết kiệm để đạt được sự an toàn tài chính, nhưng bạn không có cách nào tiết kiệm để đạt được tự do tài chính. Để đạt được tự do tài chính, bạn cần đầu tư vào những tài sản có thể tạo ra tiền ngay cả khi bạn đang ngủ. Nếu tất cả những gì bạn làm là tiết kiệm, tiền của bạn sẽ dần mất sức mua do lạm phát, khiến nó có giá trị thấp hơn nhiều so với trước đây. Do vậy, đầu tư chính là cách giúp bạn vừa có thể đảm bảo an toàn về tài chính, kể cả khi lạm phát, cũng như có thể giúp bạn đạt được tự do tài chính một cách trọn vẹn nhất. Thời gian là một trong những tài sản quý giá nhất của bạn. Hãy tận dụng nó và bạn có thể tự đem đến cho mình sự tự do về tài chính. Hãy bấm máy tính ngay để xem bạn sẽ cần những gì thì mới có thể trở thành một triệu phú khi nghỉ hưu. Nếu bạn bắt đầu sớm, thành quả sẽ đến nhanh thôi. Đầu tư sớm và đầu tư thường xuyên là điều mà bạn nên làm nếu muốn nhanh chóng giàu có. Sẽ không có một công thức chuẩn để dập khuôn thực hiện 5 thói quen tài chính nêu trên, vì từng cá nhân trong chúng ta lại có xuất phát điểm khác nhau. Bạn hãy tư duy, cân nhắc và tùy biến sao cho hợp với hoàn cảnh, điều kiện sống và năng lực của các bạn. Cùng với thời gian và trải nghiệm, những thói quen tài chính tốt sẽ được hình thành và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Khi đó, con đường đạt mục tiêu tài chính, độc lập tài chính sẽ không còn xa. Chúc các bạn thành công! Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Và các bạn hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh để cùng nhau chiến thắng đại dịch nhé. Các bạn cũng đừng quên like video cũng như đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ kênh mang tới thật nhiều thông tin bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.